Sao? Em đang ở sân bay á? Có lùi lịch diễn lại được không? Mai nó bị cấp cứu, em không nỡ hỏi nó một câu à? Sao thế con? Nó không về mẹ ạ. Đi ăn đi. Vâng, em đây ạ. Sao ạ? Vâng vâng, em đến ngay đây. Có chuyện gì thế? Chị dâu tớ nhập viện. Để tôi đi cùng. Thôi, không cần đâu. Này, mẹ, anh còn... Chị Mai thế nào rồi ạ? Vẫn đang trong phòng cấp cứu. Nước ngất, rồi lại chảy máu. Kiểu này lại xảy cái thai mất tôi con ạ. Mà không hiểu sao nó cứ đùng đùng đòi đi. Nó không nghe mẹ gì cả con ạ. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đã. Khi mang thai, bị ngất hay là chảy máu, chưa chắc đã bị xảy thai đâu ạ. Có rất là nhiều lý do. Tuy nhiên thì cũng phải khám thật kỹ để biết là chảy máu do đâu ạ. Mà chảy nhiều máu lắm con ạ. Bác sĩ, tình hình em tôi thế nào rồi ạ? Bệnh nhân sức yếu, suy nhược, chấn động thần kinh. Rất tiếc cái thai không giữ được. Đó là một bé trai. Chị Mai. Trời ơi. Được bé. Con của chị. Nó không còn đúng không? Chị không sao đâu. Rồi chị và anh Sơn sẽ cùng nhau có những đứa bé khác. Lỗi của chị. Chàng ạ, chị đã không biết cách giữ gìn nó. Tại chị hết. Chị không sao đâu mà. Anh đưa mẹ về đi, em ở đây được rồi. Em đã hỏi kỹ chưa? Em cũng hỏi sơ qua rồi. Chắc ngày mai là sẽ được xuất viện thôi. Chứ em nghĩ chị Mai cũng không muốn nằm đây lâu đâu. Em nhớ động viên Mai nhé. Vâng ạ. Có cái thai mà còn không biết giữ thì còn muốn miếc cái gì? Mẹ, có ai muốn như thế đâu. Anh đưa mẹ về đi ạ. Sao cậu vẫn còn chưa về? Chưa về thì mới chứng kiến được ai đó ngáp sắp sái cả quai hàm chứ. Thực ra anh đợi ở đây
để cho ai đó mượn vai tựa cho thoải mái. Ừ. Khỏi. Chẳng cần vai của ai thì tôi vẫn ngủ tốt. Cậu về đi. Anh sẽ ở lại đây với em. Tôi nói rồi đấy. Mệt thì đừng có than. Tôi nghe nhiều tin đồn lắm. Thấy bảo ông này lăng nhăng có tiếng, chuyên chăn các em sinh viên năm nhất, năm nhì thôi. Em đừng tỏ thái độ nhé, mai nó nghĩ ngợi. Nó mất con thì em cũng mất cháu. Cả cái nhà này ai cũng lo là em ức hiếp con dâu, có đúng không? Ừ. Anh cứ nghĩ em là loại mẹ chồng nghiệt ngã, bắt nạt con dâu ấy. Khổ quá, là anh dặn thế. Em đừng có căng thẳng quá lên làm gì. Em cũng chỉ muốn êm cửa ấm nhà thôi, muốn con cháu thuận hòa. Nhưng anh với thằng Thành ấy cứ nói đi nói lại, em sốt cả ruột. Cứ như là em làm cho con Mai nó sẩy thai không bằng ấy. Thôi, em đừng có cằn nhằn nữa nhé. Mấy đứa nó về đấy. Bố mẹ. Con chào bố mẹ ạ. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe. Con cũng đừng nghĩ ngợi làm gì. Vâng ạ. Qua đến giờ, thằng Sơn nó gọi điện về chưa? Chắc là anh ấy bận đi lưu diễn, con cũng không thấy ạ. Bây giờ con cứ lên nhà nghỉ đi. Dạ, vâng ạ, con đưa em lên ạ. Cái thằng tệ quá đi mất. Tệ cái gì mà tệ? Nó đi công tác ở tỉnh, đến nơi thì cũng phải lo chỗ ăn chỗ ở xong rồi mới gọi điện về. Mà gọi bây giờ thì cũng có ích gì. Cái thai nó mất rồi. Bà, ôi trời ơi, lúc nào cũng bình đến chầm chập vậy. Em chuẩn bị đến công ty bây giờ, anh có đi cùng không? Anh thương Mai quá. Thằng Sơn nó không gọi về lấy một lần. Tệ thật. Có thể em hơi tỉnh táo một chút, nhưng hai đứa tiến triển tình cảm quá nhanh, mối quan hệ không có cơ sở bền vững, cho nên để Sơn thương yêu quan tâm xót xa từng tí một có lẽ là khó đấy. Mai là vợ nó mà. Đó là vấn đề lý trí. Còn trái tim
Nếu như chưa đủ yêu thực sự thì làm sao mà xót thương được. Em quên à? Mai còn mang thai con của nó nữa. Nó vừa mất con của mình mà. Anh là đàn ông mà đôi khi còn đa cảm hơn cả phụ nữ nữa. Em đi làm đây. Chị ạ, bây giờ chị bảo em đừng buồn nữa chắc là cũng thừa. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chỉ tiếc là đúng lúc này Sơn lại đi lưu diễn. Có việc gì cần cứ bảo chị và Trang nhé. Vâng. Em ở nhà nếu buồn quá thì cứ ra ngoài đi dạo một lát cho thanh thản, vận động nhẹ cũng được. Vâng, em không sao đâu ạ. Là người một nhà rồi, đừng khách sáo như thế. Vâng. Cứ vâng suốt thế à. Thôi, chị đi làm đây. Nghỉ ngơi đi nhá. Dạ, em chào chị. Đến khách sạn Hương Sen chưa? Tôi nói đúng chứ? Sao em cứ ngồi như thế? Tựa vào vai này, đừng để nó thất nghiệp. Cậu thực sự... Không cậu, nói lại đi. Anh thực sự thích em ấy. Từ hồi mà chúng mình đánh nhau à? Này, em đừng ảo tưởng sức mạnh. Không phải là em xinh đẹp khủng khiếp gì đâu. Chẳng qua là anh thấy các cô gái khác nhạt nhẽo thôi. Thế mà ngày xưa có người bảo là chỉ có thần kinh mới đi thích anh. Ừ, công nhận đấy nhở. Mà lúc nãy đầu óc em có vấn đề hay sao ấy? Nhưng bây giờ thì em tỉnh lại rồi. Em không chạy đi đâu nhóc ạ. Cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh đi. Hồi trước ấy, em lúc nào cũng mơ ước là mình sẽ phải đi giải cứu thế giới. Nhưng mà sau em thấy việc này khó quá nên em hạ tiêu chuẩn xuống một chút. Em hạ xuống như thế nào? Thì thay vì đi giải cứu thế giới, em sẽ đi giải cứu một người éo le và khù khằm như anh ấy. Ừ. Đây đây, mẹ đưa đây. Mai ơi, điện thoại của con này. Dạ. Thằng Sơn nó gọi vào máy của con. Nhưng con không thèm nghe máy. Nó phải gọi vào máy của mẹ đấy. Dạ, tại điện thoại con để trên phòng. Lúc nào con cũng ấp a hóc úng. Muốn chồng gọi mà cứ người một nơi máy một nẻo. Nghe đi, điện thoại đường dài đấy. Vâng. Alo. Tại sao anh gọi điện mãi mà không nghe máy? Em tắt chuông nên không biết. Em đừng có giận dỗi vớ vẩn. Anh đi lưu diễn ở tỉnh. Anh phải tập tành, biểu diễn. Rồi ăn uống chẳng ra sao cả. Đã đau đầu thì chớ. Lại còn chuyện của em nữa. Lạ thật. Em bất cẩn. Mà bố với anh Thành coi anh như thủ phạm. Đợt này lịch diễn bị xáo trộn. Chắc tuần sau anh mới về được. Vâng. Và sức khỏe của em sao rồi? Bác sĩ có dặn cái thai còn yếu. Tự nhiên em ra đường làm cái gì? Không cẩn thận gì cả.
Em choáng, vì lúc đấy em đã nhìn thấy cảnh mà lẽ ra em không nên thấy. Em úp úp mở mở cái gì vậy? Mà thôi, nói chuyện qua điện thoại không tiện, về nhà nói chuyện tiếp nhá. Anh đang nói chuyện với vợ Hiền đấy à? Ừ, thì vợ Hiền cũng là bạn của em. Mà này, anh chỉ muốn nhắc em đừng để chuyện con cá chép lần trước tái diễn đấy. Em biết rồi, đấy là em nhỡ mồm. Mà em cũng đã đính chính lại là em đi xin điểm của anh rồi còn gì nữa. Mà cái Mai nó ghen làm gì không biết. Ghen hết được với tất cả các cô bổ của anh thì làm gì còn sức. Đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu. Ok, được rồi. Mà em quan trọng gì chân với đầu của anh? Em quan trọng chỗ khác đấy chứ. Mai, nó gọi con có chuyện gì không? Dạ không ạ. Anh ấy báo là lịch trình thay đổi, chắc tuần sau mới về ạ. Đi xa như thế không biết ăn uống có ra làm sao không cơ chứ. Vợ chồng mới cưới mà suốt ngày hục hạc cãi nhau như thế. Đã không hiểu nhau thì phải nói để cho nó hiểu. Đằng này nó gọi điện con còn không thèm nghe máy nữa. Vâng ạ, con biết rồi, con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Tôi giả mẹ điện thoại đây. Dạ đây ạ. Này, thấy gì chưa? Thấy cái gì? Tay Tuyển tới. Cả ban bệ xuống vào bắt tay rồi đóng cửa họp hành. Thấy bảo tay Tuyển khi nghe thấy ông không đồng ý hợp tác thì tức lắm. Ông cẩn thận, sắp tới sẽ bị đi đấy. Còn bị đi gì nữa? Cái xấu nhất thì cũng đã xảy ra rồi. Dự án thì cũng đã bị dừng lại rồi. Ý là hướng phát triển của ông sau này làm thế nào cũng bị gây khó dễ cho mà xem. Đây là phòng của cổ thành. Vâng ạ. Đi đây. Cậu vào đây. Em chào anh. Giới thiệu với Thành, đây là cậu Tuyển. Nghe danh cậu Thành đã lâu, biết là nhân tài ở đây, muốn được hợp tác mà lại bị khước từ. Nói thật là tôi hơi bị hững đấy nhá. Cậu Tuyển đây là người rộng lòng, không để bụng, nên mới muốn tôi dẫn sang đây để gặp cậu đấy. Chào anh. Chào anh. Sắp tới tôi về đây, không biết sẽ là đồng nghiệp hay là đối thủ đây. Dù thế nào cũng mong được học hỏi. Vâng, hy vọng sẽ học hỏi được từ anh. Cậu Thành đây là người có chuyên môn rất tốt. Phải cái không được thức thời cho lắm. Ôi sếp ơi, thức thời hay không là quan điểm của mỗi người. Có điều quan điểm ấy có nên hay không mà thôi. Thôi thôi, không nói chuyện này ở đây. Thôi, không phiền cậu Thành làm việc nữa. Mình đi nhỉ. Anh Thành à? Sao hôm nay anh về sớm thế? Ở cơ quan có mấy chuyện chẳng vui vẻ gì. Anh về trồng rau còn vui hơn. À, anh thấy có nhãn đầu mùa ngon, anh mua về một ít đấy. Sao, giờ còn thích ăn nhãn không? Anh vẫn còn nhớ ạ? Nhớ chứ. Ngày xưa có cô bé nào trèo lên cây bẻ nhãn mà sái cả chân cơ mà. Mới đấy mà đã mấy năm rồi. Ừ, thời gian qua nhanh thật. Ai rồi cũng sẽ khác cả. Có điều là anh thấy em vẫn hiền lành, trong sáng như xưa. Ở đây em được mọi người trong nhà đều quan tâm. Đấy cũng là may mắn của em. Chúng ta là một gia đình mà. Anh biết đợt này em đang buồn, cố gắng vượt qua nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Thôi anh đi lên phòng đây. Dạ. Em ơi. Dạ. Em cho anh đi nhờ được không? Anh bị buồn mất rồi. Được ạ, anh lên xe đi. Để anh đèo em cho. Vâng. Ừ.
Lên xe đi em. Việc chồng tôi có đến khách sạn Hương Sen hay không không liên quan gì đến bà. Sao tự dưng đang nói chuyện thì lại dập máy thế? Tôi muốn biết tại sao bà lại biết anh Sơn có hẹn ở Hương Sen. Bà thắc mắc cái điều đấy làm gì? Quan trọng là vừa mới cưới bà đang mang bầu mà anh ấy lại đi ngủ với người khác. Một cuộc hôn nhân như thế, một con người như thế, bà vẫn còn muốn giữ à? Tôi đã nói ngay từ đầu mà bà không nghe. Bà có vẻ để ý đến chồng tôi thật đấy. Thì ít ra tôi là bạn của bà, tôi không muốn bà ảo tưởng. Vỡ mộng đau thật đấy, nhưng để lâu còn đau hơn nhiều. Mà thôi, để lúc nào tôi về mình gặp nhau nhá. Nói chuyện thế này bà lại tốn tiền điện thoại. Bà đang ở đâu thế? Bà đoán xem. Bà đi cùng anh Sơn à? Sao không ngủ ra ngoài đấy làm gì? Vâng, em vào đây. Em ngủ đi. Loang quang mấy việc thôi mà ê ẩm hết cả người. Để tớ đấm lưng cho. Thôi. Tớ không dám đâu. Nhớ cậu Hiệp cậu ấy mà nhìn thấy lại chù ẻo tớ, tớ làm sao sống nổi chứ. Sao mà không sống nổi? Với tớ ấy, cậu lúc nào cũng là bạn tốt số 1, xế siêu vĩ đại của tớ. Đấy, vừa mới giờ tôi ra một tí là hai người đã lại xoắn xít rồi đấy. Này, hôm nay ông Hiệp ra dáng ra phết, làm thay cả bác sĩ chính. Không có ai làm thì phải sắn tay vào làm thôi, chẳng lẽ lại cứ để đấy. Lúc nãy buồn ngủ kinh khủng. Thế mà xong chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Thôi, hay là bây giờ tất cả đi uống một chút đi. Thôi, tôi xin. Tôi phán trước đây. Nhá. Bye bye. Bye bye. Đi. Này, tôi ở lại đây không làm phiền hai người nữa. Này này, cậu có muốn chết không hả? Cậu mà không đi đừng có trách tớ. Đi. Đi.
tai nạn kinh hoàng quá. Gần chục người chết. Tất cả chỉ vì ông tài xế say rượu ngủ quên đấy. Xong rồi. Có nóng không? Công nhận, từ hồi đi thực tập thấy người chết cũng nhiều mà vẫn không sao bình tĩnh được. Em thấy cuộc sống sao mà hữu hạn quá. Vì thế cho nên là em càng phải trân trọng nó nhiều hơn đấy. Em đang nói thật đấy. Thì anh đâu có nói đùa. Anh nói thật mà. Đứng mãi làm gì, mình ngồi xuống đi. Trong vụ tai nạn hôm nay, có một đôi vợ chồng vừa mới đi trăng mật về. Người vợ thì chết, còn người chồng thì vẫn sống. Anh chồng còn bảo là đừng có cứu em nữa chứ. Vì luôn có những tai ương đột ngột như thế nên con người ta chẳng có cách nào khác là phải sống tốt với nhau hơn. Nếu một ngày em bị rơi vào trường hợp như thế thì... Em không được nói linh tinh, không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Nếu mà em có giả sử ấy, thì em phải giả sử rằng là anh bỏng củ tỏi. Anh này. À Lực, kể từ ngày mai, cái việc xe ôm kia mà vệ sĩ ông phải để tôi lo đấy nhá. Bù duyên. Chứ còn gì nữa. Ăn thôi. Vào đi, rồi mai anh đón. Anh đúng là dở hơi thật đấy. Từ nhà anh ấy qua nhà em xa tít mù. Bạn gái anh, người khác chở làm sao được. Đấy là quyền lợi. Mấy thành phần le ve bên em nhiều lắm, anh phải khẳng định chủ quyền chứ. Thôi về đi ông tướng. Chả muốn về gì cả. Để tối về đợi nhớ em hơn. Thôi đừng luyên thuyên nữa, đi về đi. Giờ về nhà có một mình à? Cô đơn muốn chết. Nói như anh ấy, thì bao nhiêu năm qua anh sống thế nào? Thì sống bình thường. Lúc em nhận lời, anh cảm thấy hạnh phúc. Chỉ muốn hạnh phúc mãi thôi, không muốn rời xa thế nào cả. Miệng anh ấy cứ trơn như là bôi mỡ ấy nhở. Sao em biết là trơn? Không muốn nói xuông. Em thử đi. Thôi, không đùa đâu. Đang ở trước cửa nhà em ấy. Thôi được rồi, tha cho em đấy. Anh về đây. Từ từ. Ngủ ngon, nghỉ yêu. Bye bye. Bye bye. Để đây đi, mai làm. Muộn rồi. Anh thích thì cứ ngủ trước đi. Mấy hôm anh đi công tác, ở nhà có chuyện gì không? Nói chuyện đi chứ. Cái thái độ này là thế nào? Em định thử lòng kiên nhẫn của anh đấy hả? Có nhiều chuyện quá, tôi cũng chẳng biết phải nói chuyện gì đầu tiên. Xưng tôi cơ đấy. Trước đây em đã từng gửi cho anh một tin nhắn. Đồ khốn. Đấy là lúc em hiểu ra mình cũng như bao cô sinh viên khác, được anh tán tỉnh, gạ gẫm, rồi lên giường. Như em khác họ, em lại để cho mình bị dính bầu. Có lẽ anh và mọi người đều nghĩ là em bậy anh. Nhưng thực sự em không phải thế. Chưa bao giờ em phải đối diện với chuyện gì nghiêm trọng như vậy. Và sau đó anh lại bảo cưới em. Lúc ấy em đã rất cảm động. Em nghĩ là dù anh có đa tình đến đâu thì giờ anh cũng sẽ là người một nhà với em, sẽ cùng em chăm lo cho đứa trẻ.
em cũng đã rất sợ. Nhưng nếu anh yêu thương em thì em cũng sẽ không sao. Em sẽ cố gắng chấp nhận hết. Chỉ cần anh thay đổi. Nhưng mà khi cưới nhau về, anh cứ đi suốt. Tối nào anh cũng đi. Em bầu bí mệt mỏi, anh luôn khó chịu. Rồi em phát hiện ra anh nhắn tin với bạn cùng phòng cũ của em. Công nhận, nhờ kỹ thật. Đấu tố là không sót chuyện gì. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần anh quan tâm em một chút thì em sẽ hy vọng lên. Anh có biết, khi anh mua cho em con cá chép, em đã cảm động như thế nào không? Em nghĩ dù sao thì đó cũng là biểu hiện anh có quan tâm đến em, quan tâm đến con của mình. Nhưng rồi sau đấy em biết được, hóa ra con cá đấy là do Châu đã ép anh đem về thì anh mới đem. Hai người đã đi câu với nhau. Một người là chồng em, một người là bạn em. Tại sao lại có thể như thế? Đừng có lôi cô ta vào. Cô ta không liên quan gì đến chúng ta cả. Đừng có mà đa nghi. Nếu cái chồng đó không liên quan thì tại sao đã lại cùng anh đi lưu diễn? Sao có thể ngủ cùng phòng với anh? Sao? Em được biết đoàn của anh đã về mấy hôm rồi. Anh với Kệ Châu cố ở lại để đi du lịch với nhau mấy ngày có đúng không? Cô theo dõi tôi, truy hỏi đồng nghiệp của tôi hả? Không, là khi em đang nói chuyện với Kệ Châu thì nghe thấy tiếng anh gọi cô ta. Là tiếng của anh đấy. Anh bảo tôi chỉ có mỗi việc sinh con đẻ cái mà không xong. Nhưng anh có biết là vì sao tôi lại sảy thai không? Bởi vì vào buổi chiều đúng cái hôm mà anh đi lưu diễn ấy, đúng 5 giờ ở khách sạn Hương Sen, nơi mà ngày xưa anh đã đưa tôi vào đấy, tôi thấy anh vào đó cùng với chính cái cô sinh viên mà đã từng tố cáo anh. Như vậy tôi đã có quyền có thái độ chưa? Lúc ấy tôi đã rất muốn chết, nhưng tôi biết là tôi còn đứa bé nữa. Nhưng ngay cả đứa con của tôi bây giờ nó cũng bỏ tôi đi rồi. Ngủ đi. Sao mà không ngủ được? Thôi, vay cái gì cơ? Thôi đi, đi ngủ đi nhá. Cô Trang, cô nói chuyện với ai đấy? Cô nói chuyện với bạn của cô. Cô nói chuyện với bạn trai chứ gì? Bạn cùng lớp với cô. À, con biết rồi, người yêu cô chứ gì? Ai nói với con thế? Con biết thừa. Lớn lên, ai cũng có người yêu, ai cũng có tình địch. Cô đến chết với con mất thôi. Kinh này, kinh này. Nuốt nhanh lên con.
Ây da, dạo này trông ra dáng lắm rồi đấy nhá. Khác quá đấy. Em lúc nào chả xinh như hồi mới lọt lòng nhỉ? Ngồi xuống ăn đi, không lại muộn bây hôm giờ. Hôm qua mày nói với cả anh chị là cô Trang gọi điện thoại cho chú nào tình cảm lắm nhá. Mày ơi là mày. Có thật không? Trẻ con đi mà, bố mẹ tin làm gì? Bố là bố không tin trẻ con, nhưng mà bố tin thằng Sơn. Hôm qua nó về, nó thấy cậu nào ôm con ở trước cổng ấy. Ai dạ, ghê đấy nhá. Cả nhà buồn cười nhở. Thôi, con đi học đây, con chào cả nhà. Trang. Chờ mẹ một tí. Trang ơi. Dạ. Cầm cái này đi mà ăn con ạ. Con xin mẹ. Ê kìa, từ từ. Dạ. Nói mẹ nghe xem nào. Nghe gì ạ? Thì chuyện thằng Sơn nó kể. Cậu ta là ai? Hai đứa quan hệ với nhau lâu chưa? Khiếp, mẹ hỏi con còn hơn cả công an ý. Từ từ rồi con mới khai báo và trình bày với mẹ được chứ. Từ từ là đến bao giờ? Đấy, nếu thằng Sơn nó không kể với bố mày ý, thì mẹ làm sao mà biết được. Không có ôm nhau giữa đường giữa chợ như thế đâu nhá. Mẹ dạy con như thế nào? Con gái con đứa phải ý tứ, để người ta nhìn thấy còn ra cái gì nữa. Mẹ ơi, con gái mẹ lớn rồi, con tự biết cái gì là nên hay không nên. Từ từ rồi con sẽ khai báo với mẹ sau. Mẹ nhớ. Con đi đây, bye bye mẹ. Đi. Chú Sơn ơi, ảnh cô nào mà thơm chú thế này? Đâu, đưa ông xem nào. Sơn, thế này là thế nào? Hả? À? Thế này là thế nào? Bố, đây chỉ là đồng nghiệp của con. Bọn con cùng đi lưu diễn, nên trêu nhau một chút thôi bố ạ. Trêu nhau mà hôn hít thế này à? Mày có coi vợ mày ra cái gì không hả? Bố, bố đừng quan trọng hóa lên. Cô này là bạn của Mai, thì cả Mai cũng biết ạ. Tính cô này trêu chọc chứ không có gì đâu ạ. Bố không tin, bố cứ hỏi Mai xem. Mai, có thật không hả con? Vâng, cô ấy đúng là bạn con ạ. Dù thế nào thì tác phong một nhà giáo, một người đàn ông đã có vợ, không được phép có những hành động như thế này. Vâng. Đi đâu thì đi đi. Dạ thôi, còn đi đâu giờ này nữa ạ. Con xin phép lên phòng. Con xin phép lên phòng ạ. Anh không định giải thích gì với em à? Em còn muốn giải thích thế nào nữa? Anh đừng có coi thường em quá như thế. Chẳng lẽ em không có được sự tôn trọng tối thiểu à? Em đã từ chối dự án kia rồi. Anh nói là nói vậy thôi, chứ anh cũng không muốn ép em. Anh muốn em thu xếp để có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình thôi mà. Còn lại vẫn là quyết định ở em. Em biết rồi, nhưng bị bố con anh giận sợ lắm, nên thà từ bỏ cơ hội còn hơn. Thời gian này công việc của anh không được tốt, anh cũng hay bị căng thẳng, cảm giác mình thiếu kiên nhẫn với tất cả mọi thứ. Nên nếu anh có nóng thì em cũng đừng để bụng nhé. Anh thì có biết nóng với ai bao giờ đâu.
Sao em không nghe? Alo ạ. Vâng, em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ thêm. Anh làm em ngại đấy. Vâng ạ. Em chào anh. Sếp em và anh Liêm muốn em suy nghĩ thêm. Nhưng mà thôi, em quyết định rồi. Ừ, chị cũng đang định gọi lại cho em. Chị đã xem qua mail mà em gửi cho chị rồi. Nhưng chị thấy chung cư ở bên em giá cả cao quá, không phù hợp với khả năng tài chính của nhà chị. Được rồi, chị cân nhắc thêm. Có gì chị liên lạc với em sau nhé. Này anh ạ. Nghe nói em định mua chung cư phải không? Vâng ạ. Sao không gọi điện cho cậu Liêm? Cậu ta thầu cả sàn ở khu phía Tây đấy, thể nào cũng có giá tốt. Thế ạ. Em cũng không nắm được công việc kinh doanh của anh ấy lắm. Em ấy trông thì hoạt bát, có cái mỏ sẵn thì lại không biết đào. Thôi, gọi điện cho cậu ấy đi. Dạ. Nhá. Em chào anh. Thanh. Ơ? Sao chưa họp à? Các sếp nhà mình hôm nay kéo nhau đi công tác hết rồi. Sáng nay rồng rắn kéo nhau đi, tôi tình cờ nghe được mấy chuyện này hay lắm, liên quan đến ông ấy. Nghe đi này. Cái tay Thành đó cứng nhỉ, vẫn không chịu quy hàng à? Ôi, thằng này khai tính hầm dở lắm. Nó đã quyết rồi, rất khó lay chuyển. Nhưng nếu nó còn ở đây mà không về chỗ dự án của em thì Thành ra lại ngáng đường, khó làm việc. Dễ nó lại quay sang soi em thì mệt. Không dám đâu, tính thằng này nó lành lắm. Chó cùng rất rộng, biết thế nào được. Thôi, anh cứ nhổ dễ nó đi cho nhẹ nợ. Cậu ta là người có năng lực, tuy không thức thời nhưng mà vẫn dùng được. Tôi đã nắn gân rồi, cậu ta cứ ở đây trồng cây cho mình hái quả, không tốt à? Cao kiến, thảo nào anh ngồi vào vị trí giám đốc này bao nhiêu năm, vị trí vẫn vững như bàn thạch. Anh yên tâm, nhất định em sẽ thúc đẩy để kế hoạch tài trợ với bên viện mình được triển khai sớm. À. Hôm nay tôi uống cà phê ngay sau lưng họ, tiện tay thu âm thôi, ông biết mà liệu. Anh đến từ lúc nào thế? Lâu rồi, định đợi em tự phát hiện ra, nhưng mãi không thấy động tĩnh nên đành phải lên tiếng vậy. Anh ngồi đi. Này, anh hơi bị buồn về em đấy. Sao thế ạ? Muốn mua nhà sao không bảo anh? Thì em có biết đâu, hóa ra anh thực sự là đại gia đấy. Mời anh. Trước giờ chỉ có mỗi em không đưa anh vào mắt, cho nên anh mới phải cố gắng không ngừng nghỉ đấy chứ. Em qua tuổi ảo tưởng sức mạnh rồi. Anh Liêm đừng nói thế. Có muốn anh đặt cọc giữ cho một căn ở khu phía Tây không? Thôi, anh có giảm hết nước cũng vẫn quá sức của vợ chồng em. Anh cho vay. Anh Thành nhà em có phương châm là có bao nhiêu dùng bấy nhiêu chứ không vay mượn. Thành ra bấy lâu nay bọn em vẫn chưa mua được nhà đấy chứ. Vậy thì em nhận dự án kia đi. 2 tháng chắc chắn đủ cho khoản vợ chồng em còn thiếu đấy. Thank you.
nếu nó còn ở đây mà không về chỗ dự án của em thì thành ra lại ngáng đường, khó làm việc. Dễ nó lại quay sang soi em thì mệt. Không dám đâu, tính thằng nó lành lắm. Chó cùng tức giận, biết thế nào được. Thôi, anh cứ nhổ dễ nó đi cho nhẹ lợn. Anh Sơn, là vợ của anh, em có quyền yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ này. Làm gì thì làm nốt đi, nói nhiều thế nhỉ, bực cả mình. Dù anh có bực thì em vẫn phải nói. Em muốn anh chấm dứt với cái Châu và tất cả các mối quan hệ ngoài luồng khác. Người em lấy làm chồng không chỉ là một thầy giáo mà còn là một nghệ sĩ nữa. Em đừng có ảo tưởng sẽ trói buộc được họ. Nghĩa là anh không chấm dứt và cũng không hề muốn chấm dứt những mối quan hệ đấy đúng không? Nếu đúng thì sao? Bây giờ không phải là thời xưa mà đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp. Dù em có yếu đuối, có nhu nhược như thế nào, em không muốn và không chấp nhận chuyện chung chồng với người khác. Đấy là chuyện dơ bẩn. Cô nói ai dơ bẩn hả? Cô nói ai dơ bẩn hả? Cô nói ai? Cô nói ai hả? Sơn, em làm cái gì đấy? Mày đi đâu đấy? Con đi ra ngoài một lúc ạ. Nhà này không có cái thói cứ ầm ĩ lên xong là bỏ nhà đi đâu nhá. Gọi mọi người xuống phòng khách. Lại gì nữa đây? Không yên ổn nổi một ngày. Có chuyện gì? Bọn con cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn thôi mà bố. Vớ vẩn mà om sòm hết cả nhà lên. Mai, có chuyện gì con nói đi. Anh Sơn, anh ấy có người khác bên ngoài ạ. Mai, con cũng phải xem lại mình đi, xem con như thế nào đã chứ. Em thôi đi, đừng có kiểu bênh con vô lối như thế. Mày vẫn ngựa quen đường cũ thế à? Có gia đình rồi, tác phong vẫn không nghiêm chỉnh. Tư cách như thế, mày đòi đứng trên bục giảng dạy ai? Kìa anh Sơn, anh nghĩ em cần thay đổi đi. Thôi anh. Thằng Thành nói đúng. Trước mặt cả nhà, trước mặt con Mai, bố muốn thằng Sơn hứa sẽ chấm dứt tất cả các mối quan hệ bất chính. Sao? Mày không dám hứa à? Bố, con lớn rồi, cần gì mấy cái trò hứa hon đó ạ? Mà nếu đã không làm được ý, hứa hon vớ vẩn, vô ích. Mày... Sơn. Bố, thôi anh, thôi. Bố bình tĩnh đã. Thôi, bố cáu giận như thế, huyết áp bố lại tăng đấy. Anh, tuổi này rồi còn định động chân động tay nữa chắc. Này con ơi, người ta nói rằng là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Con phải như thế nào thì thằng Sơn nó mới đi ra bên ngoài chứ con. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Mày với bố mày chỉ cứ nói một chiều thôi, lúc nào cũng đổ hết lên đầu thằng Sơn. Cái gì cũng phải có căn nguyên của nó. Mẹ không bênh thằng Sơn, nhưng nếu mà cần xem lại thì cả hai đứa cũng đều phải xem lại mình. Con xin lỗi vì đã làm phiền bố mẹ và mọi người ạ. Đến phát điên lên mất. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh Sơn, anh ấy rất tốt. Chỉ là... Cả nhà mình, ai cũng tốt. Chị cũng nghĩ anh Sơn tốt. Chỉ có điều, anh ấy không tốt với chị thôi. Có lẽ mẹ nói đúng. Chị cần phải xem lại bản thân mình. Chị đừng nghĩ như thế. Thôi mà, chị cứ bỏ mọi việc ra khỏi đầu đi, đừng suy nghĩ gì cả. Hay là ngày mai rảnh chị em mình đi xem phim hay là đi shopping đi, em sẽ đưa chị đi. Chị biết rồi, cảm ơn em. Thôi chị ngủ sớm đi, chúc chị ngủ ngon nhé.
Lâu lâu không ra ngoài ăn sáng, thoải mái anh nhờ. Tối qua ai cũng căng thẳng cả. Thôi, đợi mọi người bình tĩnh lại đã, rồi nhìn nhau cho thoải mái. Lần này đúng là thằng Sơn quá đáng thật. Anh còn nghe nói Sơn nó có quan hệ với bạn cùng phòng của Mai cơ. Sao anh biết? Thì Mai nói cho anh mà. Anh em thân thiết thế, chuyện này cũng tâm sự với nhau nữa. Thì Mai là em dâu anh, chả lẽ lại không kể được à? Mà điều anh không thích nhất là sự công khai thách thức của thằng Sơn. Nó chẳng coi Mai ra gì cả. Thật ra giữa sự phản bội công khai và phản bội giấu giếm, anh cảm thấy sự giấu giếm vẫn còn có một chút gì đó là tôn trọng nhau. Đằng này, trước giờ Sơn là đứa thẳng thắn, em nghĩ nếu Sơn có ý muốn che giấu thì Mai cũng khó lòng mà biết được. Vậy nên anh mới khó chịu. Anh cũng đã nói chuyện với nó, nhưng chắc nó không bỏ vào tai đâu. Nó rất nghe em. Có gì em lựa lời khuyên bảo nó nhé. Vâng. Alo, tôi đây. Sao, dự án của tuyển tôi xem làm gì? Cái gì cơ? Giống 90% cơ á? Chưa. Làm cho cơ quan, tôi đâu có tính đến việc đăng ký bản quyền đâu. Ừ, ok, tôi biết rồi. Cảm ơn ông nhé. Sao hả anh? Việc cơ quan thôi mà. Em biết là việc cơ quan anh, nhưng là việc gì? Trước đây, khi gặp việc gì khó chịu, anh vẫn thường nói với em. Giờ anh không muốn kể nữa. Không phải như vậy đâu. Chẳng qua anh thấy lĩnh vực của em và anh cũng khác nhau. Và lại em cũng bận, anh không muốn em phải mệt đầu thêm thôi. Em vừa xem qua dự án của anh Tuyển, chỉ nhìn đầu mục em đã thấy hoàn toàn trùng khớp với dự án của em. Phương thức triển khai y hệt, chưa kể các số liệu nữa. Anh đã là người xem dự án của em, em muốn hỏi anh, tại sao lại như vậy ạ? Chính vì giống nhau nên cơ quan mới ưu tiên cậu Tuyển và muốn cậu hỗ trợ cậu ấy còn gì. Ý của em không phải như vậy, nhưng rõ ràng là có sự sao chép ở đây ạ. Đây là nghiên cứu, không có chuyện tình cờ mà giống nhau như thế được ạ. Cậu buồn cười thật đấy. Cùng đề tài thì phương pháp và cách thức triển khai giống nhau thì cũng là chuyện bình thường. Với lại chuyện ra đời trước sau, làm sao mà cậu dám chắc? Công trình của em dám chắc đó là chất xám, là nghiên cứu của em. Em không sao chép của bất kỳ một ai cả. Làm khoa học, ai chẳng nghĩ mình là độc nhất vô nhị. Nhưng tôi đã nói ngay từ đầu rồi, đề án hai người giống nhau nên mới muốn hai người hợp tác với nhau. Cậu đã hành xử cực kỳ cá nhân. Bây giờ cậu còn ý kiến gì? Em chỉ muốn sự minh bạch thôi. Dự án của em là của em. Em không muốn ai đó dùng chất xám của mình để biến thành sản phẩm của họ cả. Nếu cần, em sẵn sàng đối chất xác minh. Cậu định làm gì? Kiện à? Tôi muốn cậu tự hiểu, nhưng mà cậu lại cứ đòi ra ngô ra khoai. Thì tôi nói thẳng, cậu có biết cậu Tuyển là người ở đâu xuống không? Nói thật, cậu có cơ đấu với người ta không mà đòi đấu? Nghĩa là anh biết rõ bản chất sự việc như thế nào, nhưng anh cố tình nhắm mắt làm ngơ để người khác ăn cắp chất xám của nhân viên mình à? Cậu Thành ạ, cậu là người có chuyên môn, nhưng mà ở đời thì phải biết người, biết ta. Giờ thì tôi đã biết rồi. Cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ gửi đơn nghỉ việc cho anh. Chào anh. Hiệp ca ca, cát tường. Hiệp ca ca bớt giận đi mà. Này, hôm qua ấy, em đã tự tải đề tối và TOEFL và em đã tự giải rồi đấy. Anh chấm cho em đi. Đến em còn phải ngạc nhiên về sự nỗ lực của bản thân mình rồi đấy. Này, anh thực sự coi em là không khí đấy ạ. Anh thôi đi nhá, đừng tưởng là trên đời này chỉ mình anh là biết giận. Thank you.
Sao? Giận quá, chơi không tập trung à? Ông cũng vừa vừa thôi, không già néo đứt dây đấy. Đối với cô này thì phải cứng rắn mới được. Ông chẳng hiểu gì về tâm lý của phụ nữ cả. Ít ra người ta cũng là út ít trong nhà, được chiều chuộng từ nhỏ. Ông mà cứ như vậy để lúc hồi không kịp đâu. Thấy thế nào? Mà đừng tưởng ông có được Trang rồi là có được mãi mãi đâu nhá. Chẳng lẽ trong hai người chỉ có mình ông biết cứu người à? Ông cứ thử nghĩ xem, lúc hai người giận nhau, Trang hay gọi điện cho ai nhất? Ông không phải khích tướng. Nói thật nhá, tôi còn có thể lưu manh được, còn ông ấy lúc nào cũng chính nhân quân tử. Ông không biết à? Chính nhân quân tử ấy thì lúc nào cũng thiệt thòi. Em giận anh đấy à? Có gì đâu mà giận. Hôm qua anh cho uống hơi nhiều, lần sau sẽ chú ý hơn. Quan trọng là sức khỏe của anh. Để ý đến những chuyện giận dỗi của phụ nữ làm gì? Mà mấy hôm nay anh ăn mặc chỉn chu thế. Đi làm chỉn chu một tí có sao đâu. Mà việc ở cơ quan cũng không suôn sẻ cho lắm. Anh định là có cơ hội anh sẽ nhảy việc. Anh định nhảy việc á? Anh sẽ cố gắng nốt thời gian này thôi. Có thật không? Em tưởng anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi chỗ làm cơ. Tìm được chỗ tốt hơn, tôn trọng mình hơn, anh sẽ đi. Anh đi trước nhá. Ừ, tôi đây. Cà phê gì mà sớm thế? Đi cà phê phải theo giờ hành chính, chứ không vợ sẽ phát hiện ra là mình lông bông ngay. Em gửi anh ạ. Cảm ơn. Em gửi anh. Cảm ơn em. Thế còn vụ gặp ông Tuân thế nào rồi? Anh ấy bảo sang tuần tôi đi làm rồi ký hợp đồng luôn. Thế thì ngon rồi còn gì, sao mà phải xoắn. Ơn rồi, chỉ phải cà phê hai buổi nữa thôi. Có tin báo họp. Chưa ngồi ấm chỗ. Thế thì đi đi, rảnh thì qua đây với tôi. Tôi ngồi đây cả ngày mà. Tôi đi nhá. Ừ. Alo, anh Tuân ạ. Em chào anh. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Có chuyện gì thế ạ? Nhân sự bên tôi đang có sự lưu chuyển. Vị trí vốn định tuyển cậu vào, hóa ra đã có người được điều đến rồi. Thế ạ? Xin lỗi cậu nhé, tôi rất tiếc. Vâng, không sao đâu anh ạ. Em chào anh. Chào cậu. Gì đấy? Công việc có bận lắm không ạ? Thì anh đang ở cơ quan thôi. Việc thì hôm nào trở như hôm nào. Vâng. Nếu anh bận thì thôi vậy.
sao anh ở đây lại nói dối em là đang ở cơ quan? Em đi đâu thế này? Em đi gặp khách hàng. Ngang qua đây thì thấy anh. Anh Thành, thế này là thế nào? Anh nghỉ việc rồi đúng không? Anh... Dạ, em đây ạ. Vâng vâng, em đang trên đường về công ty. Em sẽ qua phòng anh ngay ạ. Vâng. Giờ em phải giải quyết công việc trước đã. Có gì về nhà vợ chồng mình nói chuyện tiếp. Em đi đây. Anh Sơn, tại sao anh không nghe điện thoại của em? Thuyền đang ở trường, để ý hành vi của em đấy. Ở trường thì sao? Hành vi của em là như nào? Nội quy trong trường có ghi thầy giáo không được nói chuyện với sinh viên à? Thế em muốn gì? Tại sao từ sau chuyến lưu diễn anh lại có thái độ như thế với em? Thì thái độ của anh lẽ ra em phải tự hiểu chứ. Chẳng lẽ phải nói thẳng nữa à? Ừ, anh nói thẳng ra đi. Chúng ta chấm dứt. Anh nói cái gì cơ? Chấm dứt. Cái Mai lại nói gì với anh đúng không? Mai nói gì không quan trọng. Quan trọng là anh cảm thấy thế nào. Cảm nhận của anh thế nào? Anh ghét nhất những đứa con gái không biết điều, không biết thân biết phận và vị trí của mình. Em không biết thân phận lúc nào? Các kiểu em nhảy đồng lên và khiêu khích vợ người khác. Mai nó hiền nên mới để em làm vậy. Anh không nói không có nghĩa là anh không biết gì. Châu ạ, tốt nhất em đi tìm cái phao khác đi. Hóa ra anh vẫn bị vợ dắt mũi. Tưởng anh thế nào? Em tưởng thế nào thì nó là thế đấy. Anh dễ dãi thật, nhưng anh không tùy tiện. Cái quan trọng nhất đối với những cô gái mà anh quen, đấy chính là biết điều. Còn 5 phút nữa thôi đấy. Em biết rồi. Nhanh lên, sắp giờ đến nơi rồi. Đừng có giúp em. Nhanh lên nào. Em có thể dùng phao cứu trợ được không? Không. Nhưng mà em cần phải tra từ. Thế khi vào phòng thi ai cứu em? Chết rồi, còn 5 giây nữa thôi. 5 4. Chưa. 4 lần 2. 3. 3 lần 2. 2. 2 lần 2. 1. Ok. Hết giờ. Hạ bút. Nộp bài. Thật tình, em chưa thấy giám thị nào mà khó tính như anh. Thì cũng làm gì có giám thị nào đẹp trai như anh. Người ta nói những người mà tự sướng quá đà là hay to tim, dễ đột quỵ lắm đấy. Anh vừa phải thôi. Học ngành y mà anh nói linh tinh như thế à? Thì tại em bị anh bắt học cho ngu người còn gì nữa. Thôi được rồi, về phần ngữ pháp ấy, thế là ổn. Còn về phần luyện nói, để đến khi phỏng vấn chót lọt nữa là ok. Mà em lại lẻo mép như thế, chắc đây không phải là khó khăn gì nhỉ? Cái này người ta không gọi là lẻo mép, mà người ta gọi là thông minh vốn sẵn tính trời. Được rồi, vậy để bây giờ anh đưa quý cô thông minh vốn sẵn tính trời đi ăn tẩm bổ để đỡ bị mang tiếng là ác độc nhá. Yeah.
anh nói xong câu này em thấy anh đẹp trai hơn hẳn. Đi. Đi nào. Đẹp quá. Em không nỡ uống ý. Thôi đi. Anh đảm bảo em sẽ đánh hết chỗ này cho vào một nốt nhạc. Ra cái vẻ thanh tao. Anh là run đũa đấy à? Xem nghĩ cái gì anh cũng biết thế. Ô, anh nhìn gì đấy? Uống đi chứ. Thì em cứ uống đi. Này. Hả? Anh chỉ muốn lưu lại một số thứ thôi. Anh lưu giữ lại cảm xúc lúc này, hình ảnh của em lúc này. Lại văn vở đấy. Nhưng mà em thích. Anh biết Lực có một chiếc máy ảnh, hở ra lúc nào là chụp em lúc đó. Thấp thoáng có bóng dáng của một người ghen tuông. Không, anh chỉ muốn nói là Lực có thể lưu giữ hình ảnh của em trên những bức hình. Còn anh, anh luôn luôn giữ hình ảnh của em ở... ở đây này. Thực tình là anh cũng không muốn giấu em. Anh cũng mới nghỉ việc thôi. Anh không muốn em lo nên mới không nói. Theo dự tính của anh thì sang tuần sau anh sẽ đi làm chỗ mới rồi. Lúc đó anh nói cho em cũng không muộn. Nhưng mọi việc lại không giống như tính toán của anh. Nên là... Từ lúc nào em và anh lại không nói được cho nhau nghe những chuyện như thế này? Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi mà. Em chỉ lo rằng dần dần những chuyện chia sẻ với nhau chúng ta cũng không còn hào hứng nữa. Alo. Anh đã giữ lại căn chung cư đó ạ. Vậy là kết thúc dự án, anh sẽ giao nhà cho em luôn đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn anh. Là Liêm gọi cho em đây à? Em trách anh việc anh không chia sẻ với em. Vậy việc em giấu anh làm dự án thì sao? Sao em không nói cho anh biết? Em đã định nói với anh hôm trước. Em chỉ nghĩ đây là một cơ hội để kiếm tiền. Em không nói vì sợ anh suy nghĩ. Tay Liêm đấy, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm sốt sắng, còn giữ lại nhà cho em. Chắc cũng là một cái giá ưu đãi kịch sàn hả? Em bảo anh không nghĩ ngợi mà được à? Đúng là việc này em sai. Nhưng anh giấu em chuyện việc làm cũng không phải là cách tốt mà. Đúng là giấu riêng cũng chẳng hay ho gì cả. Anh cũng sợ là nếu một ngày mà mình không thể nói ra hay ngại nói ra với nhau thì sao nhỉ? Rồi chúng ta sẽ còn cái gì chung nữa? Việc không trầm trọng đến thế đâu. Em nghĩ sau việc này chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Nhiều khi trước mỗi tình huống, chúng ta không nói với nhau chỉ vì sợ người còn lại bị tổn thương thôi mà.